4 điểm. Mình sẽ điều chỉnh. Thì nó dài lắm. Mình sẽ điều chỉnh. Chị đang đi công việc, chắc là phải chui chui chị mới về. Chị gái gì đấy mới dự đó em xem đi. Mình có nên tạo có gì đó thì cầm. Ừ. Ừ rồi vậy đó. Quay lên. Kẹp nó đi trên trước kẹp. Xe nó nằm đông, ông thì nằm đông không biết. À đó vậy chứ anh hai. Xe đây mọi người đâu. Rồi thêm một chiếc nữa đây. Chọn cái nó đó. Đó vậy 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 nhìn đi. Nó nóng. Nóng hả? Thêm chiếc nữa đi. Lại lên, lại lên. Chiếc này nữa. Khoảng 2 tấc á. Có, dây này nối ra thì nối ra được rồi. Bỏ rồi. Ờ, chưa cái dây này nó ngắn quá. Cuốn lại làm đôi. Chút quá không chạy nữa. Một sợi. Lên cái nữa. Nó đứt mà đụng vô kia đừng đứt ra được. Thằng hao quá. Mới chồng lên. What's up man? Bạn này lấy lụa. Có lụa hay cái tay mình. Đó, thử được chưa? Ok, ok. Tại bọn tại chân từ từ thôi nha, cắm chân từ từ thôi mò trước nha. Bỏ này nằm sớm lắm nha để thằng kia dụng. Bò bò cho nó cân bằng nó ngay cho nên là người cho cân cân bằng nhau á. Đi chưa? Hấp dẫn, quá đẹp. Rồi bây giờ chạy lên. Sắp tới nơi rồi. Đội nào sẽ về đến trước đây? Đi thật chậm. Mình xem đông rồi. Sao cặn cảnh vậy? Vượt lên, vượt lên. Vượt lên, vượt lên. Chào không? Cởi nón ra chào nha. Chào nha. Chào đã rồi. Tất cả mọi người vẫy tay nha. Mọi người vẫy tay. Vẫy trái. Chúng mày đếm đây. Vẫy trái nha, đếm đi. 1, 2, 3. Oh. Quá đã. Dạ đó. Đừng có chừng. Nó phải tay phải. Nó phải chơi tay phải. Có bừng quá.